Để phân biệt dung dịch huyền phù và nhũ tương, chúng ta sẽ tiến hành cách thực hiện thí nghiệm như sau. Về dụng cụ và nguyên liệu, chúng ta cần có các cốc thủy tinh có đựng nước. Thứ hai, đường, bột sắn dây và dầu ăn. Và thìa để khuấy. Cách tiến hành thí nghiệm như sau. Đầu tiên, lấy hai thìa đường vào cốc nước thứ nhất. Hai thìa sắn dây vào cốc thứ hai. Thứ ba, hai thìa dầu ăn vào cốc thứ ba. Tiến hành khuấy cốc thứ nhất. Chúng ta quan sát hiện tượng ở cốc thứ nhất. Khuấy cốc thứ hai. Tiến hành khuấy cốc thứ ba. Các em quan sát hiện tượng một xảy ra ở mỗi cốc. Cô sẽ đưa lại một lần nữa hiện tượng xảy ra ở mỗi cốc để chúng ta cùng quan sát. Cốc thứ hai. Cốc thứ ba. Sau khi chúng ta trộn hỗn hợp các chất tương ứng với các cốc nước, chúng ta sẽ tiến hành dán nhãn. Sau một thời gian, chúng ta thu được kết quả từng cốc trong ống, từng cốc như sau. Cốc thứ nhất
hỗn hợp đường và nước. Cốc thứ hai, hỗn hợp tinh bột sắn dây và nước. Cốc thứ ba, hỗn hợp dầu ăn và nước. Các em hãy trả lời câu hỏi của các thầy cô nhé.